Tập 17. Học Trung, anh có chút khí phách đi. Anh trách cô ấy làm gì? Anh thiếu nợ cô ấy sao? Mệt mỏi, không muốn gặp cô ta. Bây giờ anh nói điều này ai tin? Mấy hôm trước anh còn sống chết vì cô ấy. Ai sống chết vì cô ấy? Đây là việc Học Trung anh làm mà. Vậy sao không phải? Từ khi anh quen Hạ Bạch Lộ, có gì mà anh chưa từng làm? Đã nói đừng nhắc đến cô ấy nữa. Anh đừng tưởng em không biết. Anh không muốn gặp cô ấy. Chẳng qua là cô ấy đã kết hôn, đã là vợ của người khác, không có chỗ cho anh nữa. Hồng Trung, anh tưởng anh là đà điểu à? Vùi đầu vào trong cát là không có việc gì sao? Đừng thể hiện em có chân quá nữa. Con đà điểu gì chứ? Đà điểu trông như thế nào? Anh đừng có lảng tránh em, vô dụng. Đi thôi. Đi đâu? Anh không muốn biết bản thân anh thua kém bên kéo đàn đó ở đâu à? Anh không hỏi sao biết được? Dở à? Anh dở đấy. Nếu như anh không hết hy vọng với Hạ Bạch Lộ đó, bệnh của em sẽ không trị khỏi được. Không đi. Anh có đi không? Anh không đi, em đi. Em phải khiến anh hết hy vọng mới được. Hạ Bạch Lộ, nghe nói cô kết hôn rồi. Đi thôi, đi uống rượu mừng. Có gì phải chúc mừng? Đi thôi, đi uống rượu mừng. Tôi còn phải làm việc. Đi thôi, xe, vẫn chưa cất xe vào. Xe đó sẽ có người thu. Mấy anh thu cái xe này vào. Cô đưa tôi đi đâu vậy? Hạ Bạch Lộ, chỗ này của tôi không có gì khác, rượu rất nhiều. Hôm nay cô mạnh dạn uống, uống quá chén thì tôi đưa cô về. Tôi thật sự không thích uống rượu. Ly đây tôi chúc cô tân hôn vui vẻ, bách niên giai lão. Gặp chung lại, tôi hy vọng cô và tên nghệ sĩ đó cùng sống hạnh phúc. Tôi uống cạn đây. Hạ Bạch Lộ, được tắm. Nói thật lòng, từ nhỏ cho tới lớn, tôi chưa từng thấy ghét ai như vậy. Cô là người đầu tiên. Cô nói như vậy có xem như là đang khen tôi không? Cô nghĩ như vậy cũng được. Hôm nay tôi gọi cô tới đây, thật ra có một việc. Cô nói xem, tại sao cô không thích Hồng Trung, lại thích tên kéo đàn đó? Cô nói xem Hồng Trung có gì không tốt? Trước giờ tôi đem hai người họ đặt vào một chỗ để so sánh. Được. Anh ấy còn tưởng rằng mình đã sắp sút vào lưới rồi, mới bị cướp bóng. Không ngờ cô còn không cho anh ấy cơ hội lên sân. Hạ Bạch Lộ, dù sao bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi, tôi thấy hai chúng ta cũng không cần đối đầu gay gắt với nhau nữa. Cô nói xem, ai đấu với cô? Là cô vẫn luôn ức hiếp tôi. Đúng, là tôi luôn ức hiếp cô. Cô muốn nói như vậy cũng được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô. Bởi vì tất cả mọi người trong thị trường may mặc đều biết tôi thích Hồng Trung. Cô giành với tôi, tôi lại ức hiếp cô như vậy. Cô nói xem có dễ quá rồi không? Tôi thật sự không có gì với Hồng Trung. Cô đừng có cái kiểu mà dễ dàng còn giả bộ. Tôi biết anh ấy nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy đối tốt với người con gái nào như cô. Chỉ vì anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi nên nói như vậy. Trong lòng tôi rất rõ. Cô đừng nói mấy lời này với tôi, đều vô dụng. Tóm lại ai tranh giành người mà tôi thích, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bây giờ tôi cảm thấy nói mấy lời này đã không có ý nghĩa gì nữa. Cô cũng kết hôn rồi, đúng không? Hạ Bạch Lộ, tôi nói thật lòng, tôi rất kính phục cô. Cô nói xem thứ rách nát của lão dâu, cô vẫn cứ gốc kết mua đi bán lại cho anh ta. Tôi phục cô. Nếu như cô không chê, hai chúng ta là chị em đi. Thế nào? Cô còn không bằng lòng sao? Thật ra tôi cũng rất kính phục cô. Cô cũng không dễ dàng gì. Ban ngày phải bán quần áo, buổi tối còn phải làm quản lý quán bar, rất vất vả. Mấy thứ này đều là những thứ phù phiếm. Thật ra đời người con gái quan trọng nhất là lấy được một người chồng tốt. Tôi rất muốn kết hôn với Hồng Trung. Bây giờ cô cũng đã là chị em với tôi, cô đừng giành với tôi nữa được không? Đào, tôi mời cô một ly.
Tôi nói thế này với cô, tôi đã không có dũng khí để yêu bất cứ người nào. Thật đó, tình yêu rất tàn khốc. Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi sẽ không yêu ai nữa. Tôi chỉ muốn tìm lại con trai tôi, chăm sóc tốt cho nó là được rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Hạ Bạch Lộ, cô đừng nói gì nữa. Tôi biết, hôm nay chúng ta không say không về. Uống. Hai người này không đánh nhau chứ? Anh là quả táo nhỏ của em. Cẩn thận đó. Lâu lắm rồi không được uống vui như vậy. Vui quá. Uống tiếp đi. Gì vậy? Cô xem, toàn là xe. Khi tôi còn nhỏ, Bắc Kinh không có cái xe tải nào. Lúc đó thật là tốt. Tan học, Hồng Trung cùng tôi đạp xe đạp khắp thành phố Bắc Kinh. Người Bắc Kinh các cô có phải cảm thấy rất hạnh phúc không? Tôi không hiểu được. Các cô từ người một rời xa quê hương, Bắc Kinh tốt vậy sao? Tôi cảm thấy Bắc Kinh rất tốt. Không thì tại sao rất nhiều người từ nơi khác đều muốn bon chen ở đây? Cô không được tính là bon chen nữa. Cô đã kết hôn rồi. Anh chồng kéo đàn của cô là người có hộ khẩu Bắc Kinh đúng không? Giả đấy. Tất cả đều là giả. Giả đấy. Tất cả đều là giả. Giả cái gì vậy? Đồng Đồng, mẹ nhớ con. Chúng ta đi uống thêm chút nữa đi. Đi. Làm gì vậy? Cậu uống cái gì nữa? Uống gì nữa chứ? Xem hai cô thành bộ dạng gì rồi. Mau về già, đi. Học Trung, đi thôi. Chúng ta phải uống thêm nữa. Về già. Tỉnh rồi à? Sao anh ở đây? Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là nhà tôi. Sao tôi không được ở đây? Tôi... sao tôi lại ở đây? Cô làm gì vậy? Tôi ăn được cô à? Cô và tôi chắc máy đã uống rất nhiều rượu. Tôi đưa cô về. Tại sao anh không đưa tôi về nhà? Nặng quá không đỡ được. Anh vô lại. Cô nói gì đấy? Cứ như tôi làm gì cô vậy? Tối qua tôi đã phải ngủ sofa cả một đêm. Còn cô thì ngủ trên giường. Hai người con gái uống nhiều như vậy cũng có bản lĩnh đấy. Nếu không có tôi, hai người chắc ngủ ngoài đường rồi. Cảm ơn anh. Đây, chỗ của tôi bị làm bừa lên. Cô cứ thế mà đi, có thích hợp không? Tôi đi trước đây. Cô ngủ ở chỗ tôi cả đêm, không sợ chồng cô tức giận à? Không cần anh quản. Anh làm gì vậy? Tối qua cô nói gì? Đều là giả. Là có ý gì? Cái gì đều là giả? Tôi đang hỏi cô đó. Tôi đã từng nói vậy sao? Anh đừng có bày vũ tôi. Tối qua tôi uống nhiều, giờ không nhớ gì cả. Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi đi đây. Cảm ơn anh.
Mẹ, mới sáng sớm cô đi ra ngoài làm gì vậy? Con, tối qua con... Thật ra con, cô ấy đi mua sữa đậu cho con. Sữa đậu? Nhà mình có ai uống sữa đậu đâu. Con uống. Tối qua con rất muốn uống sữa đậu. Sáng nay cô ấy đi ra ngoài mua cho con. Mua được chưa? Tiệm đã đóng cửa rồi. Tiệm khác em không tìm được sữa đậu giống vậy. Sáng sớm đã ra ngoài. Vậy tối qua cô về lúc mấy giờ? Nửa đêm cô ấy mới về. Mẹ cũ rồi. Mẹ hỏi nó. Ba mẹ của Gia Bảo cãi nhau. Con qua đó khuyên nhủ giúp. Ba mẹ Gia Bảo cãi nhau. Cô khuyên gì chứ? Sao cô ấy không gọi điện cho tôi? Họ không muốn phiền phức cho mẹ nên đã gọi thẳng cho con. Sao lại có việc như vậy thì phải nói với tôi. Người ta cãi nhau, cô đến đó làm gì? Hai đứa nhanh thu dọn rồi ăn cơm. Cảm ơn anh. Đi thôi. Cô đi đâu vậy? Gọi điện cả buổi tối vẫn tắt máy. Hôm qua tôi uống rượu với bạn, uống hơi nhiều. Cô còn uống rượu? Uống dài. Tôi nhất bái. Nói với anh cũng không biết. Cô uống rượu có thể gọi điện cho tôi đến đón cô. Uống say mà. Vậy cô ngủ ở đâu? Tôi cũng không biết tại sao. Sau đó lại đến nhà Hồng Trung nữa. Cùng ngủ ở nhà Hồng Trung sao? Anh đừng có nghĩ linh tinh. Chúng tôi không phát sinh chuyện gì. Anh ấy ngủ trên sofa. Không sao. Vốn dĩ chúng ta cũng được ước định không can dự vào việc của nhau. Cái đó, hai người không có gì thật chứ? Đương nhiên là không có. Tôi cũng chỉ quan tâm cô một chút thôi. Tôi xin lỗi. Sau này nếu như có ra ngoài uống rượu, tôi sẽ nói với anh. Anh đang làm gì vậy? Đi ăn sáng đi để tôi gấp cho. Đi đi. Ngủ Châu. Ngủ Châu. Qua đây để giúp cho tôi. Chị, chị đeo dây chuyền này rất đẹp. Ba à? Sao vậy? Ba bảo con ở trong phòng rồi mà. Sao lại ra đây? Ba, con ngứa. Ba xem đi. Trời ơi, tay này sao vậy? Sao bị như vậy? Vì cho con ăn cá. Bệnh gì đấy? Có truyền nhiễm không? Không truyền nhiễm. Đồng đồng bị dị ứng với hải sản. Nó không thể ăn cá biển. Sao tôi biết được nó dị ứng với hải sản? Thật phiền phức. Có chết người không? Không chết người. Chị, em đưa đồng đồng đến bệnh viện truyền nước được không? Đi, dậy lên đi. Đi con. Đợi đã. Cậu đưa thằng bé về chỗ mẹ nó đi. Tôi cũng hơi chán rồi. Một ngày quá nhiều việc, quá phiền phức. Đưa thẳng đi đi. Dạ được. Tam Di, có việc làm rồi. Hồng Trung, mọi người sau đây cũng là hàng xóm. Tôi thấy có mấy lời vẫn phải nói trước mặt mới được. Nếu lần sau Hạ Bạch Lộ uống nhiều, đương nhiên không chỉ là uống nhiều. Nếu như trong trường hợp cần anh đưa cô ấy về nhà, phiền anh đi thêm vài bước đưa cô ấy về nhà mình. Dựa vào cái gì? Chân trên người cô ấy muốn đi đâu tôi quản được sao? Cô ấy vào nhà tôi chính là người nhà tôi.
dựa vào cái gì phải đưa về nhà cậu? Tôi không hơi đâu ở đây cãi cọ với anh. Anh chỉ cần nhớ một điều, tôi và Hà Bạch Lộ đã kết hôn, chúng tôi mới là vợ chồng hợp pháp. Xin anh tự trọng. Ghen ra? Đương nhiên không phải vậy. Tôi tin tưởng cô ấy. Tôi chỉ phòng trừ có một vài người cố ý xấu. Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu. Cậu cho rằng Hà Bạch Lộ dễ bị lừa đúng không? Nói cho cậu biết, mắt tôi vẫn sáng. Việc của tôi và cô ấy có liên quan gì đến anh không? Vậy thì không nói rõ được. Dựa cả cho tâm trạng của chú đây. Bạn xem bộ quần áo này rất đáng yêu. Tôi lấy xuống cho bạn xem nhé. Bạn muốn mặc luôn hay mang về? Bạn xem đường may này. Bộ này được may bằng tay. Đồng Đồng, mẹ có hỏi bố ở đâu, con đều phải nói không biết. Bạn không có thể cả đời này con không thấy bố được nữa. Con biết chưa? Dạ con biết rồi, con không nói đâu. Ngoan. Nhìn thấy mẹ thì nói với mẹ. Bảo mẹ nhanh chóng đưa con về nhà. Đừng tìm ba nữa. Được rồi, không nói nữa. Đồng Đồng, con nhìn xem, mẹ con ở bên đó. Con đi tìm mẹ đi. Chị Triệu, tôi chỉ đưa thằng bé về chỗ của mẹ nó. Bây giờ tôi về nhà gái. Tôi hối hận rồi, cậu đưa thằng bé về đây cho tôi. Cái gì? Đừng để tôi nói lần thứ hai. Mẹ. Để tôi xem thêm đi. Thật xin lỗi. Thật sự không được. Bớt chút không bán được đâu. Mẹ ơi. Đồng Đồng không gọi mẹ nữa. Quang Đào. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Giám đốc Lý, đúng rồi, tôi là Phúc Hòa. Là như vậy. Quán ba rượu vang của anh, bây giờ còn cần dặn con biểu diễn nữa không? Đúng vậy, cũng là đàn cello. Không sao, tôi vốn định giới thiệu học sinh qua đó. Được, không có việc gì nữa, cảm ơn anh. Được, tạm biệt. Vị trí cao quý của cello trong đàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh, nghệ sĩ nổi tiếng Sử Đế Phân. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức khúc Fanché anh ấy đem tới cho chúng ta. Hồng Trung. Hồng, anh vào ra đây đi. Đừng trốn mãi như đứa trẻ nữa. Thú vị không? Ai tránh cô? Tôi tiền thuê mặt bằng đó của tôi. Tôi biết rồi, đưa tiền mặt cho tôi. Còn có chuyện gì không? Tôi muốn mời anh bữa cơm. Ăn bữa cơm mà phải đi đến chỗ xa như vậy à? Còn không đủ tiền xăng. Cô cũng không phải trả tiền xăng này. Cô bận tâm làm gì? Hơn nữa, cô tái hôn, tôi còn chưa chúc mừng cô. Bữa cơm hôm nay coi như cô mời khách. Tôi uống rượu mừng. Đi thôi. Thế nào? Không gian được chứ?
chỗ này rất được. Không ngờ anh còn có thể tìm được chỗ như vậy. Cô tưởng chỉ có anh chồng kéo đàn ấy của cô mới hiểu nghệ thuật sao? Hạ Bạch Lộ, tôi nói cho cô biết, với lúc đó anh em mời khách ăn ở nhà hàng Lão Mao, chồng hiện tại của cô chắc là không biết nhà hàng bay như thế nào. Hôm nay sao vậy? Hiền lành quá. Không đấu khẩu với tôi sao? Anh muốn tôi nói gì? Có phải anh muốn tôi nói những người như chúng ta lớn lên trên thành phố nhỏ không bằng các anh lớn ở Bắc Kinh đúng không? Hai người... Cô sợ người khác không biết hai người là vợ chồng à? Hạ Bạch Lộ, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô thích tên kéo đàn đó ở điểm nào? Rốt cuộc anh có thôi đi không? Không. Phục vụ thanh toán. Cô mặc kệ cô ấy, tôi bảo cô đi vào. Anh có bệnh à? Rất xin lỗi. Không sao. Cô mời tôi ăn, tôi còn chưa ăn, cô liền đi có thích hợp không? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Cô nhìn tôi làm gì? Tìm tôi có việc gì? Không có việc gì cô sẽ không mời tôi ăn. Cô ngốc, tôi cũng không ngu đâu. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Anh có thể tiếp tục cho tôi thuê bức tường ấy được không? Cô nói gì vậy? Nói lại lần nữa. Anh nghe thấy hết rồi. Tùy anh. Nếu như anh không đồng ý thì coi như tôi chưa nói. Cô đừng để tâm. Cô nói thêm lần nữa đi, tôi muốn nghe. Con người anh có bệnh à? Có phải thấy người khác cầu xin anh trong lòng rất sảng khoái không? Người khác tôi không dám nói, nhưng mà cô cầu xin tôi rất sảng khoái. Nói lần nữa đi. Tôi không nói. Chợ lớn như vậy, cũng chẳng phải chỉ có mình anh có tường cho thuê. Bản lĩnh lớn quá. Hay là cô thử xem, ở chợ buôn bán Hồng Trung tôi không cho cô thuê, xe bay dán cho cô thuê. Rốt cuộc anh có cho thuê hay không? Cô nói cho tôi biết cô muốn làm gì. Hôm nay có một người đã mua hết tất cả quần áo của tôi. Thật sao? Việc lớn như vậy sao bây giờ cô mới nói? Tôi cũng không nghĩ sẽ bán tốt như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ liều một phen thôi. Cô còn không ngờ tới, nhưng tôi đã sớm nghĩ tới rồi. Anh nói khoác thì có. Cô còn không tin tôi. Cô cho rằng tôi cho cô thuê gian hàng ấy làm gì? Hạ Bạch Lộ, cô có nhiều sức hấp dẫn đến mức khiến tôi làm gì tôi làm đấy à? Hơn nữa bây giờ cô còn lấy một tên trai trẻ. Anh nói anh sao nào? Nhìn cái gì? Tôi cũng phải nói. Chắc chắn cô đang nghĩ tôi cho cô thuê một gian hàng là vì tôi thương hại cô, muốn giúp cô. Có chút ý này. Nhưng tôi nói cho cô biết, điều quan trọng nhất là tôi thấy cô làm được. Cô đến chợ buôn cũng chưa lâu. Việc buôn bán của Lão Châu tăng lên không ngừng. Hơn nữa cô có một điểm mạnh. Hay suy tính ra. Số quần áo tưởng chừng bỏ đi không làm được gì, qua hai tay cô đảo lộn lại thành quần áo thời thượng. Xuất sắc. Cô đừng tưởng tôi là đàn ông không hiểu mấy việc này. Em gái tôi biết. Em gái tôi nói với tôi, anh những thanh niên 9X chọn trang phục chỉ có hai từ: đặc sắc. Chỉ cần khắp thiên hạ chỉ cần duy nhất một bộ ấy là được, mặc vào rất vinh dự. Nhưng tôi cảm thấy cách buôn bán này của cô không thích hợp ở chợ. Cô phải có cửa hàng riêng của mình, giống như mấy cửa hàng nhỏ trên đường Sứ Quán ở Thái Cổ Lý bây giờ. Mặt tiền không rộng, nhưng có người chuyên làm quần áo. Một tháng chỉ cần may 2-3 bộ là kiếm đủ rồi. Tôi nói đều là thật. Không ngờ anh còn hiểu mấy thứ này. Tôi biết hơi bị nhiều đấy. Mới khen anh có mấy câu đã biến hình rồi. Tôi biến hình thành kim cương, cô không biết à? Anh có cho tôi thuê hay không? Có chứ. Đương nhiên phải cho thuê rồi. Ai bảo không cho thuê? Lát nữa quay về tôi nói một tiếng với người mới thuê của Lão Châu, dừng mặt bằng đó cho cô. Vậy thì không được. Đứng với anh không còn có chỗ trống khác. Hay là tôi vẫn nên tìm người khác nói chuyện thôi. Tìm ai nói chuyện? Gian hàng của tôi nói là được. Mấy người ấy cũng không bao nhiêu hàng, chẳng phải chỉ cần một mặt bằng thôi sao? Không, nhưng mà tôi nghĩ không nhân gì hết.
Tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Cô với tên kéo đàn đó rốt cuộc là thế nào? Thế nào là thế nào? Cô với cậu ta quen nhau thế nào? Sao lại kết hôn? Quen nhau thế nào? Cậu ta đã nói gì với cô? Rốt cuộc hắn thích cô ở điểm gì? Rốt cuộc cô đã ly hôn với Hạ Vũ Châu chưa? Mà cô đã kết hôn với hắn rồi. Cô không sợ trùng hôn sao? Cô giả vờ đúng không? Tôi nói cô cứ giả vờ đi. Cô không nói tôi cũng có thể tra ra. Cô không nói tôi cũng có thể tra ra mà. Cạn ly đúng không? Cảm ơn. Cảm ơn. Vợ cậu xinh đẹp quá. Chẳng trách đồng đồng đáng yêu như vậy. Trong lòng vẫn còn chút lưu luyến đúng không? Tôi đã sớm cắt đứt với cô ấy rồi. Việc này chị cũng biết rồi đấy. Cắt đứt thì tốt. Chị yên tâm, tôi biết. Sau này tôi toàn tâm toàn ý theo chị. Đúng rồi. Tam Di, cậu đưa đồng đồng ra ngoài chơi. Đi. Tôi đi thay đồ. Lát nữa cùng tôi đi bơi. Sao mình đi đâu chị ta đều biết. Thật sự đã coi mình thành chó giữ cửa. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Xem xe. Còn có thể ăn cơm. Dậy lên. Chào anh. Mời anh chị tới xem ô tô BAIC 306 chúng tôi. Dòng xe này thiết kế bên ngoài khá thời thượng, cũng rất thực dụng. Quan trọng nhất là được rồi người anh em. Tôi rất thạo BAIC. Từ khi những bước đầu sự nghiệp đến hiện tại. Để tôi giới thiệu. Hai anh chị cứ xem trước. Được. Anh muốn đổi xe sao? Giúp tôi thử đi. Đào. Tôi không biết gì về ô tô. Giúp tôi thử đi. Thử tay lái đi. Nhẹ không? Cái tay lái này hình như rất nhẹ. Cũng rất linh hoạt đúng không? Có thể điều chỉnh ghế ngồi nữa. Lên xuống trước sau đều được. Tôi cũng không biết điều chỉnh. Bỏ đi, anh tự mình thử đi. Tôi thật sự không biết. Anh tự thử đi. Cô thích không? Tôi thích thì có tác dụng gì chứ? Phải tự anh thử mà. Cô thích thì tôi mua cho cô. Anh mua cho tôi. Anh mua cho tôi làm gì? Tôi cũng không cần phải mua xe. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, không có ô tô rất bất tiện. Không cần. Tôi bình thường gọi xe buýt, đi tàu điện ngầm cũng rất tiện. Tôi cũng quen rồi. Bây giờ cô chỉ mới bắt đầu làm lẻ. Lớn nhỏ thì cũng là bà chủ. Không bán cái xe không được. Thật sự không cần. Nếu như tôi cần mua xe, tôi sẽ tự mình tiết kiệm tiền mua. Không cần anh giúp tôi mua. Đi thôi, nhanh đi. Đừng tranh luận với tôi nữa. Nghe tôi nói đi, tôi nói thật đấy. Bây giờ cô có ít hàng. Có xe hay không cũng không sao. Nhưng mà nhiều hàng thì phải làm sao? Dùng ta vận chuyển hay là dùng xe đạp vận chuyển? Vậy nên cô rất cần cái xe này. Cô xem cái xe này rất đẹp. Chở hàng cũng tiện. Cũng có thể lái xe đi làm. Lúc cần cũng có thể chở hàng. Rất tốt. Quan trọng nhất là cô xem giá cũng vừa phải. Rất hợp với người bắt đầu khởi nghiệp như cô. Chẳng phải gì rồi tôi đã nói với anh rồi sao? Nếu tôi muốn mua xe, tôi sẽ tự tiết kiệm tiền mua. Không cần anh chi khoản tiền này, được không? Chúng ta đi thôi. Vậy được, tôi tự mua được không? Nhân viên bán hàng. Chào anh, xe này có sẵn không vậy? Dạ có, anh muốn lấy màu nào? Tôi, màu bạc. Hai chị chờ một lát. Tôi lấy giấy tờ cho anh chị. Được. Học Trung, cho dù anh mua, tôi cũng sẽ không lấy. Tôi không đáng mua cho cô. Tôi mua tôi dùng. Xe mới như thế này chỉ chở hàng thật đáng tiếc. Nhưng sau này cô cần dùng có thể tìm tôi. Thu phí theo giờ. Sao anh tùy hứng như vậy? Sao hả? Tôi không muốn anh chi tiền cho tôi, anh biết không? Tôi tự mua.
Giám đốc, giám đốc à, anh nghĩ cách đi, nghĩ cách cho tôi với. Chị gái, chỗ này tôi thật sự không thiếu người. Bộ phận đồ tươi sống còn thiếu một người được không? Chỗ bộ phận tươi sống đó chẳng phải sát sinh sao? Này cũng thật là, nếu chị không kén cá chọn canh như vậy, còn muốn tôi giúp thế nào? Giám đốc, anh xem chồng tôi, anh ấy tốt nghiệp đại học tài chính, anh ấy có chứng chỉ kế toán, cho anh ấy làm nhân viên thu ngân đi, cũng đủ trọng dụng nhân tài rồi. Để anh ấy thái thịt đã quá. Tôi nói là chị gái, chỗ chúng tôi hiện tại không thiếu chức vụ đó. Nếu như chị không muốn làm thì thôi. Chị An, tôi thấy cô làm nhàn bã với giám đốc đó là vì công việc của chồng cô đúng không? Đúng, vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Chồng tôi là kế toán, cũng có chứng chỉ kế toán. Chứng chỉ này kia ở chỗ những chỗ nhỏ thì dùng được, đến Bắc Kinh không có tác dụng gì đâu. Phải, chỉ có giống thầy Khúc, có những chứng chỉ ở Bắc Kinh mới có tác dụng. Đợi gia bảo nhà cô thi đậu rồi, cô cũng qua được khó khăn. Nói thật lòng, tôi vẫn phải khuyên cô, hai vợ chồng cô đừng cãi nhau trước mặt gia bảo nữa, ảnh hưởng không tốt tới con cái. Ai nói chúng tôi cãi nhau? Chẳng phải mấy ngày hôm trước hai người cãi nhau, Hạ Bạch Lộ còn chạy đến khuyên hai người, đến nửa đêm mới về sao? Cô nói xem hai vợ chồng cãi nhau thì cãi, còn làm phiền người khác làm gì? Chị An à, nửa tháng rồi tôi không có gặp cô ấy. Đóng gì là chuyện khuyên can tôi? Đừng uống nữa. Cô còn quản tôi sao? Tôi không quản anh, cái nhà này sống thế nào? Trần Hữu Ích, tôi hàng ngày đi khắp nơi tìm việc cho anh, còn anh thì sao, chỉ biết uống rượu. Chẳng mấy cháu con lên đại học rồi, học phí ở đâu ra? Tương lai còn phải học thạc sĩ, tiến sĩ, ra nước ngoài. Tiền đó lấy đâu ra? Anh có từng nghĩ đến chưa? Vậy thì đừng học nữa. Anh nói cái gì? Vậy tiền đồ của con thì sao? Rõ ràng trong nhà này có những điều kiện đó, cứ để cho nó học nghệ thuật gì, học một trường kỹ thuật, có phải ra trường dễ kiếm việc làm tốt hơn không? Để bản thân cô ích kỷ, muốn hoàn thành giấc mơ cho thực hiện lúc trẻ của cô. Khốn nạn, Trần Hữu Ích, anh khốn nạn, sao có thể nói như vậy được? Uống, uống đi, uống chết anh đi. Ly hôn, ly hôn thì ly hôn, đừng lấy ly hôn dọa tôi. Những ngày tháng này thật sự không sống được nữa, Trần Hữu Ích. Không thể sống được. Chị Đỗ, chị đừng có lo lắng vội. Có khi nào cha bảo ra ngoài chơi với bạn học không? Chị gọi điện cho tất cả bạn học của nó. Họ nói sau khi tan tiết thì nó về nhà. Vậy có lẽ là nó đang trên đường về. Không không, nó đã về qua nhà. Chìa khóa còn đang cắm ở trên khóa cửa. Nó đã nghe thấy tôi và bố nó cãi nhau. Chị và anh rể cãi nhau rồi sao? Đừng nhắc nữa. Vậy được rồi, em ra ngoài tìm giúp chị. Chúng ta duy trì liên lạc. Cô đi đâu vậy? Không thấy gia bảo, con phải đi tìm đó. Con và người ta không thấy đâu. Cô đi đâu tìm? Bình thường gia bảo đến chỗ nào con biết, con đi tìm đó. Được rồi, nửa đêm nửa hôm đừng chạy lung tung bên ngoài nữa, không mất tích được đâu. Nó có ba mẹ. Chị Đỗ không tìm thấy nó mới gọi điện cho con. Tôi nói không là không. Tại sao vậy mẹ? Sao tôi biết được cô nửa đêm nửa hôm rốt cuộc đi làm gì? Con còn có thể đi làm được gì? Mẹ nói vậy là có ý gì? Lần trước cô không phải đi khuyên can hai vợ chồng Tiểu Đỗ, cô tưởng tôi không biết sao? Sao vậy? Đứng bên ngoài làm gì? Không tìm thấy Gia Bảo, em phải đi tìm đó. Gia Bảo à? Tối nay anh mới gặp nó. Nó ở đâu vậy? Ở dưới nhà anh trước đây. Cậu bé không biết anh đã chuyển nhà, sau đó gọi điện cho anh nói anh qua đó. Sao vậy? Nó tìm anh làm gì? Hỏi anh nó có thể thi đỗ được không? Dạ nói gì? Anh nói khá khó. Anh nói vậy à? Anh nói như vậy sẽ đả kích rất lớn cho Gia Bảo. Nhưng anh cũng không thể gạt nó mãi. Đến giờ Gia Bảo vẫn chưa về nhà. Chị Đỗ rất lo lắng. Gia Bảo có mất tích thì có liên quan gì tới Khúc Hòa? Cô gào thấy cái gì chứ? Con đi tìm thằng bé. Tôi nói không được đi. Mẹ, nghỉ ngơi sớm đi. Đừng đợi con. Hạ Bạch Lộ, hai đứa có thái độ gì vậy? Tôi chờ xem thử. Anh cho tôi hỏi một chút, anh có thấy một cậu bé khoác đàn xê lô sau lưng không? Cao khoảng 1m7, trắng trẻo cũng đẹp trai.
Tôi không thấy. Anh nghĩ lại xem. Thực sự không thấy. Sao vậy? Tôi nhớ Đồng Đồng. Có phải Gia Bảo sẽ giống như Đồng Đồng đều không tìm được hay không? Không đâu, đều sẽ tìm thấy Gia Bảo và Đồng Đồng. Đúng rồi, có một nơi có lẽ Gia Bảo sẽ tới. Chỗ nào? Đi, theo tôi. Hiện tại bên trong có trình diễn không? Bây giờ không có. Giúp tôi bật đèn. Cảm ơn. Được. Gia Bảo, cháu làm gì lo lắng quá. Thì ra cháu ở đây. Rốt cuộc cháu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao một mình cháu lại chạy tới đây? Chú gì đã tìm cháu rất vất vả. Dì Đỗ à? Đúng vậy, đã tìm thấy Gia Bảo rồi. Dì yên tâm đi. Cháu có biết ba mẹ cháu lo cho cháu cỡ nào không? Cả ngày nay họ đang tìm cháu. Cháu còn nhớ lúc đó dì để mất Đồng Đồng tâm trạng thế nào không? Lúc đó dì đau buồn cỡ nào? Chỉ bây giờ ba mẹ cháu cũng đau buồn như vậy. Đứa trẻ ngốc à. Đi thôi, theo dì về. Cháu không đi. Theo dì về nhà. Cháu đừng không nghe lời như vậy. Đừng để ba mẹ lo cho cháu nữa. Dù sao cháu cũng không thi đỗ được. Cháu quay về chính là một đứa gây phiền toái, không có chí khí. Chính là vì em không chút ý chí chiến đấu, vậy nên tôi mới nói em không thể thi đỗ. Em suy nghĩ xem. So sánh sự hy sinh của em và người khác, so sánh với sự hiếu thắng của người khác, rồi em quay lại hỏi em có cơ hội đó hay không. Thầy nói đúng, em không có ý chí chiến đấu. Em không thích đàn xe lô đấy. Nói bừa. Em biết tại sao tôi biết em sẽ tới đây không? Bởi vì lúc đó tôi cũng giống em, suýt chút nữa là muốn từ bỏ. Nhưng khi một mình tôi lặng lẽ đi vào nhà hát này, giống như em bây giờ đang một mình đứng ở đây, tôi liền biết tôi vẫn khát vọng được đứng trên sân khấu, khát vọng được nghe thấy tiếng hò reo của khán giả ở dưới khán đài cổ vũ cho mình. Bao nhiêu năm vất vả cũng đều vượt qua. Em thật sự muốn sắp bước chân tới rồi lại trùng chân lại sao? Tốt xấu gì cũng là một chàng trai rồi, lấy ra ít chí khí đi. Cái gì? Con bán đàn rồi sao? Chị Đỗ, việc này cũng trách em. Thật ra em không căn Gia Bảo. Em thấy thế này, thằng bé cũng không còn nhỏ nữa. Nó có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, cũng có thể hiểu được. Em thấy mọi người có thể bình tĩnh trao đổi việc này. Trần Gia Bảo, con có biết bán rồi sẽ không mua lại được không? Con thấy cái đàn đó cũng vô dụng. Con mua vé tàu về nhà. Khốn nạn Trần Gia Bảo. Chị Đỗ, con có biết lúc nhỏ đời mua cây đàn đắt cỡ nào hay không? Con là tên phá gia chi tử. Con không muốn học nữa. Không học thì dẹp. Không học thì sau này đừng học gì nữa. Cút. Em làm gì vậy? Không dễ gì mới tìm được nó về. Em phải đuổi nó đi. Anh cấm miệng. Cái nết của nó giống y như anh. Cắn cơm không dở. Con còn hèn nhát hơn bố. Gia Bảo, đây là những thứ gì? Sao tôi lại khổ như vậy chứ? Anh thật sự cảm thấy Gia Bảo không thi đỗ được sao? Đó à, nền tảng rất ổn. Chỉ là luôn thiếu một chút cảm giác âm nhạc. Có thể là do tuổi còn nhỏ, hiểu biết còn hạn chế. Ba mẹ của Gia Bảo rời quê hương đến Bắc Kinh. Bây giờ công việc ở nhà cũng không còn nữa. Nhà cũng không còn. Ngộ nhỡ Gia Bảo thi đỗ thật sự, vậy họ nên làm thế nào? Cô biết không,
Những điều bây giờ cô đang nói chính là trở ngại lớn nhất trước mắt của gia bảo. Cô nghĩ xem cậu bé còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác quá nhiều, vừa phải gánh vác kỳ vọng của bố mẹ, vừa phải gánh vác áp lực trong cuộc sống. Bây giờ tôi hiểu rất rõ tâm trạng của gia bảo. Anh cũng từng như vậy đúng không? Đúng. Cô biết không, có lúc mẹ tôi tức giận với tôi, thật ra cũng đang biểu đạt không hài lòng về tôi. Anh có thể dạy thêm với gia bảo không? Tôi đã từ chức rồi, dạy thế nào được? Từ chức rồi cũng có thể dạy nó mà. Anh nghĩ đi, gia bảo có thể từ quê thi đỗ vào trường trung học thuộc học viện âm nhạc, chứng tỏ nó có thiên phú nhất định. Không chừng anh dạy thêm cho nó có thể thông suốt. Cho dù thế nào, anh cũng không thể dứt bỏ nó trong lúc này. Nếu như anh dứt bỏ nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.